Ngày 29 tháng 3 vừa qua, tại một nhà hàng ở Trung Quốc đã xảy ra một vụ việc. Một nữ thực khách chỉ vì nhắc nhở người đàn ông không hút thuốc lá trong nhà hàng mà đã bị hứng trợn nước lẩu nóng vào mặt khi ăn tối cùng bạn bè. Được biết, khi đang ăn, Xì Xào thấy người đàn ông ở bàn bên hút thuốc nên đã lên tiếng yêu cầu không hút vì cô gặp vấn đề về phổi. Thay vì dập điếu thuốc, người đàn ông trở nên hung hãn và hét lớn: "Tại sao tôi không thể hút thuốc trong nhà hàng? Đó không phải việc của cô." Thấy thái độ bất hợp tác của vị khách, Xì Xào rút điện thoại ra quay thì bị người này dọa đập vỡ món đồ cá nhân. Không chỉ mắng mỏ Xì Xào, người đàn ông còn quát tháo bạn đi cùng cô. Một số vị khách chứng kiến vụ việc thậm chí còn hồ theo và cho biết người tứ xuyên có thói quen hút thuốc trong nhà hàng. Thậm chí cuối cùng, Xì Xào còn bị người kia hất thứ chất lỏng nóng vào mặt. Sau đó, phía nhà hàng xác nhận đó là nước lẩu. Vì quá bức xúc, cô gái đã gọi điện báo cảnh sát và rời đi. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông cũng lên tiếng xin lỗi vì hành động nóng nảy của mình, đồng thời bồi thường Xì Xào 1.000 nhân tệ, hơn 3,5 triệu đồng. Xì Xào cho biết cô không thật sự cần lời xin lỗi, nhưng mong rằng vụ việc sẽ là hồi chuông cảnh báo ý thức cộng đồng về việc hút thuốc lá tại những nơi công cộng.